ไปที่หลายฮะแล้วมันสิจอยดาวตรงจังลีมันจะ không đi ra khơi nữaOkay. Khoái chơi cờ chẳng lý tại mình có thể vừa chơi mình vừa làm này làm kia được, còn chơi bắn thiền rồi mình làm mình phải tập trung á, mình có thể vừa chơi vừa ăn uốngBắn bông bao ạ dữ sợ chứ nói chung ngày chắc của bà thầy bà cô dữ đủ map ê sorryCái điện thoại này nó bị kẹt nút hay gì chứ gì. Mấy bạn đợi một xíu nha. Chắc tại có mấy bạn trời đang lắp. Vô nha bạnLâm trước cục nước mắt đi. Xưa mình hay lụm cái kiếm nhưng mà thôi. Mưa lớn kỳ này mấy cá này chết. Chưa có gì hết mà nó qua nó cặp dê mình rồi, mình đã làm mình đã mua con gì đâu, trời mưa không tính, trời mưa đâu tính đâu, mưa ráng chịu mày.
kiểu như sớm mưa trước cái nửa buổi chiều. Mấy ổng chắc cầu mưa không ạ? Cầu mưa 3 giờ. Cầu mưa 3 giờ, cầu mưa. Nào coi à, dòng này chắc là mình sẽ thua, không không thua được mình lên hai con ba sao trước rồi. Vậy mà vẫn ăn luôn các bạn, tưởng đâu nó sẽ thua chứ. Nãy mình làm cái ấn thủy long mà giờ xong rồi, từ cái hồi lậm xong rồi không có ra thêm con nào thủy long nữa trơn. Giờ chắc mình nâng cấp, mình đẩy lên con này luôn cho nó tăng phụ được nhiều hay nhiều. Đó, vậy đi. Mình làm con này đi. Anh làm được câu trả.
bắn đó. Đúng rồi. Đó, chơi cái này mình đỡ tập trung, chứ mình tập trung nhiều cái kê mình bị mệt á, nhức đầu lắm. Uống liên minh nhiều á, như bạn không biết mệt, cái này là đỡ lắm luôn á. Con cái điểm này chậm quá. Chứ đang về lỡ cỡ rồi đổ luôn. Thấy đổ sáng giờ. Sáng giờ vô chắc cũng mười mấy chiếc rồi đó. Hai thao rồi. Chia ra bạn ạ. Nó mới đặt trong đây cái nó bắn hết nguyên cái hình luôn. Còn mà hai con này nó sẽ tăng được, sẽ chia một lần. Phục giáp. Một con gấu, chỉ có một gấu thôi. Gấu lên. Tháo chụp giọt. À, nhận sát thương kỹ năng khi bèo quá à. Căng tay bạo tạc à, hồi 12% lượng thương. Ví dụ như này thì bắn cái 6 206 mà hồi được 26 hồi 26 máu. Chiến lợi phẩm vậy là cái này ngon hơn. Thôi nhận cái này đi. Cảm lực quay á. Sao vẫn còn trong giới hạn chấp nhận được.
Stand back. Kiếm thêm một con à. Ơ dạ chưa có hai con bèo nhất nữa. Xong cái mình lên cấp 6 mình bỏ ra. Thủy Long sáu bảy tám chín hồn một dễ biến thêm một cái ấn nữa mặt ấn nữa xong rồi lên chín hay quá lập được một con chính rồi ạ. Giờ mình chỉ lên để tiền lên cấp nữa thôi. Time to introduce myself. Focus imagination.
chính thị long. Dạng pháp sư vô ngồi trước pháp sư thêm hai pháp sư rồi đó là một another day on the job. Yep. Hãy
thời hậu vệ. Lấy cái này cùng lại cho con này. Dàn ba nãy mình 6 mấy điểm, giờ chơi còn 15 điểm nè. Rồi nha bạn.
fight or make room for those who win. Là cái lúc mà học được cái tiền chiêu của tay rồng là tao chơi một đẻ, cái tao cứ tao cũng chơi cần, tao đập cái cành để nó xẻ tay ra chơi cái tay rồng đi tới trầm cuối luôn, tại tao đứng chỗ tôi tay rồng không. Tao chỉ biết tay rồng thôi, tao chơi tay rồng mấy kia chơi ngu. Có thằng khác trùm nữa nha, có thằng biết cú đấm gì ngàn cân gì không biết đâu à, cái thằng cao cao của bự đỏ cú đấm dạng cân cú đấm gì đó 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 thì chiều đó mới giữ. Biết rồi đó, tao đu á, tao tao đầu mà tao biết rồi, tao chơi một thẻ để chơi tới trùm cuối tao giữ đâu má gặp kia cũng quen biết không à. Vô chân đó đứng gồng đục cái chết. Gồng đục cái chết đứng gặt qua gặt lại xe cần bấm à bơi bấm cái gì đứng gồng gồng làm không gì được, nó đâu chặn không được luôn. Xài được chiêu cái đỏ màn hình luôn, kiểu như chết chắc rồi. Đầu là tay rồng bắn súng. cứ gặt cần bấm bê hay gì cái bắn bằng đó cho nó bắn súng trước, cái từ từ cái biết tay rồng mới chơi cho tay rồng.
Yeah. Xíu 67 máu mà chưa thấy giòn nha. Nó 2456 18.000 18.000 là được một đống thẻ. Điếm từ nhỏ rồi. Nghiên cứu ăn cái đầu cổ người ta không? Chơi cái đầu cổ được không?
đâu đó đưa ngựa thấy chán anh mới đần. Giờ cái khoe với mẹ thử mẹ thằng này cũng lớn đúng lớn. Vài bữa chơi, vài bữa chơi, vài bữa chơi tiếp thu là hết, thu là hết, giải quá ngon quá, thu quá ngon rồi. Chưa con giòn, chờ nãy giờ mà vẫn chưa con giòn. Sao sao vậy vậy xử lý được ốc cá đó là mừng rồi, để không thú rụng. Đang cặp nó bỏ thêm con ngựa ra.
6 kỵ sĩ 4 quỷ long. Tên là 2 cấp nữa chơi được 6. Không, đây có 3 cấp. Không, phải đùa xuống xíu để cho nó còn lướt nữa. Xài
xanh. Cục xanh là cho con này đi. Su hai khác liền, mạnh liền. Bốn hả? Hay quá đẹp. Rồi chọn đầu 500 rồi. Con này 2 sao nữa là nó cứng cứng. Xem mình khỏe khỏe liền. Kiếm nó. Đây, thấy nó rồi. Nhưng mà để từ từ. Tập 1. Một lúc này lúc gà. Để còn 1 hay dây cái mình mua. Không ai cặp dây mình đâu à. Đây được 2. Đi. Mình mạnh này. Còn 12 giọt, nãy giờ mình thắng liên tiếp 5 trận. Giờ mình còn được lượm đầu trước nữa nè. Rồi, rộng này. Rồi, cũng chậm vậy. Bèo bọt. Có nào có lóc không? Không có nào có lóc hết. Con này vừa lên 8 nè. Con này có lóc hả? Đi luôn. Thôi nó vậy mà mình mém thua nó. Cuối tháng 6 à. Nếu mà mình lên 9 mình bỏ thêm một kỵ sĩ vô nữa. Kỵ mình bán hết trơn. Chiến binh rồng, thêm chiến binh rồng vô. Thank you.
luôn. Chẳng ăn giờ mà đủ 60 không? 13 đồng. Ôi da, thằng nãy nè. Xin ba luôn, bộ đồ ngon chứ.
39 điểm.
or make room for those who win. Tăng ra hai trọn thôi, hình lúc vô nó mới tăng, nãy cũng 1800 mà nhanh cấp, bỏ thêm con ngựa vô. Để coi con cọc của mình nhiều máu. Chấn 1890. Không phải YouTube, không phải trending, non-top, không phải trending.
Ôi mình bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Chơi ngọc ngọc long kim long lộn xộn cái gì vậy? Đây là cộng cho 300 máu hả? 300 máu 300.500, vậy là có nhiêu đó thôi. Lò rèn. Mở một trang bị lò rèn. Lò rèn thằng thỏ đi. Và đòn đánh và kỹ năng giáp. Một hai thêm con ngựa. Một hai giáp và kháng phép 60% trong 6 giây. Quá mạnh, không thể cản phá. Đầu tháng 7 trận liên tiếp rồi, tiền quá trời tiền luôn. Để đi xin đi, giữ con đi xin lại. Cái giúp rồng, thôi lát chừa lại cái, phải chừa lại cái lát lên cái máu hoặc ốc máu. Cứ kiếm thôi vậy đi, chia ra hai cái đi. Có một mana nhưng mà giờ trước mức trên đây sao lụm biết, còn là bao tay không hay cái kiếm không, cái kiếm mất rồi quá, xin cái bao tay đi. Ủa lụm cục máu hên quá, giờ là còn cái bao tay, còn cái bao tay các bạn ơi, sorry, còn cái bao tay, lụm cái bao tay trước đi. Tầm đôi tay ghép nước mắt cho trâu trâu một xíu cho có hồi phục 20 tập tục cuộc đánh hả? Cho có hồi phục chết rồi, chết do rồi.
Abril này. Lúc nó chơi kỳ là chiêu ẻ này. Biển lúc nó đẩy đi bao nhiêu lần mà chạy mình thù. Kiếm này, xin cái kiếm này. Tám trận tiếp, giờ nãy giờ thua hai trận rồi, bắt đầu mệt mệt rồi đó. Trang bị hào que có hồi năng lượng, có luôn dở nguy hiệu chiến binh và một Jone đã hồi phục hồi lượng sát thương, đang đánh là kỹ năng chiến binh, bốn chiến binh, chưa có đồ thì để đảo vậy đi. Ở vô sớm để cho nó tích cái nội tại nha. Sao thua vài cái không sao đâu. Dọn đâu rồi? Xin em dọn đi. Dọn đi cho đi xin. Cái gì vậy? Giờ có
do nó mới lên 3. Người ta lên 8 rồi, vãi đạn. Lên tới cấp 8 rồi không rằng. Giờ không lượm được Yasu rồi. Có Lee Sin không? Đây có Lee Sin không? Không có Lee Sin. Vậy chắc phải lượm cái cung. Đó, đó đứng cấp 1 mà nó đâm cái kiếm chứ. Đâm cái Yasu quá ngon. Cây gì vậy? Đó là 20% tốc độ đoán cộng thêm. Cho nó luôn. Sao hết cái này là tới dòng hốt đụng đồ, chọn đồ mà. Ráng xíu nè. Ráng trận 2 trận đó. Son. Nó sao khó chịu mà mình được. Kiếm càng quấn càng nhanh các bạn ơi. Có cái càng quấn càng nhanh. Nhưng mà mấy đồ này gà quá. Đó, chăm mà thật. Thôi cài đi. Sao mình vắng nha, đội hình mình ít chứ à. Bằng cái đai để thù quá. Lee Sin lên Lee Sin bàn con trâu luôn giờ. Mới hồi nào nãy còn nhận giờ tụt lúc mà.
tròn thì nó hiện thiên hơn luôn. Giờ chờ cái máu kia lâu quá. Rồi trúng. Tiền đâu lên 8 luôn. Không biết tiền đâu lên 8 mà kiếm Yasuo bỏ vô nữa. Thôi 9 ám lòng. 6 ám lòng chứ. 8 lòng chiến binh nữa. Đang này chơi rồng. Một rồng cấp không có đâu. Rồi cũng chết hết rồi. Chết không hay luôn. Theo thấy dòng lùm đồ nếu mình cầm cự chắc được vô tức 4. Giờ mà bỏ bớt một con ra cái mình thêm con chiến binh rồi. Càng tên hay có ba theo ông mà có ba theo ông bây giờ làm đầu thôi.
4 điểm mới lên 6 mấy điểm. Thì mình đổi chế độ xuất sắc điên cuồng đi. Here and now.
Thôi nữa lên cấp cái mình quay tiếp. Giờ là nhiêu đây đủ rồi. Yeah.
xua trước là mà thắng rồi. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem bộ đài của mình.